Dạ vâng ạ, cuối ngày, bây giờ là hơn 5 giờ rồi, ngày 10 tháng 10. Thì em lại tiếp tục cho anh em đóng gói một bộ cấu hình combo karaoke gồm một cặp loa WeWood VK720, một chiếc đẩy X7 DAC và một bộ mic không dây VK321. Và trong cái bộ cấu hình này thì bên em sẽ bàn giao cho anh Thắng, anh ở Khâm Thiên. Và đương nhiên là cái khoảng cách gần như vậy thì bên em sẽ bàn giao tại nhà cho anh và sẽ căn chỉnh cũng như là kết nối hoàn chỉnh đầy đủ. Vâng, đây là chính là đôi VK720 kèn vàng, được thiết kế rất là tinh tế, sang trọng. Một chiếc kèn cực kỳ lớn nằm ngay phía trước. Cái căn thì được chia đôi, chia thành hai khoang, rất là hay. Đây, ngay phía dưới thì chúng ta có thể thấy được một chiếc bát đĩa người rất là lớn này, đơn vải tẩm dầu, rồi hai chiếc chung, một chiếc loa siêu chép. Thiết kế rất đẹp nha các bác. Nếu như các bác có nhu cầu, hãy nhấc máy và gọi điện cho Lorem Audio, bên em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ hướng cho các bác những cái bộ cấu hình sao cho nó phù hợp với không gian cũng như là cái mục đích sử dụng của chúng ta. Vâng, cảm ơn sự đồng hành cũng như là sự ủng hộ của tất cả các bác.